Người khổng lồ này đang nấu ăn, chiếc dao sắc bén làm cho cô gái ở bên cạnh sợ vãi ra quần. Ông ta cao 15 mét nhưng trong bộ lạc thì lại là người lùn nhất. Đối với những người trong tộc khác, cơ thể to lớn của ông chỉ giống như búp bê, cho nên đương nhiên sẽ trở thành đối tượng bị người ta ức hiếp. Bọn chúng đem ông ta ra chơi những trò chơi mạo hiểm và làm những công việc mệt mỏi nặng nhọc. Nhưng có một công việc mà ông ta rất thích, chính là tạo ra giấc mơ. Người trong bộ lạc trừ ông ra thì đều thích ăn thịt con người. Vì để bù đắp tội ác cho họ, mỗi tối ông ta đều đi bắt mộng đẹp, sau đó dùng cái kèn đặc biệt đem giấc mộng đó cho những người cần. Vì không muốn con người phát hiện ra dấu vết của mình, nên mỗi lần đến thế giới nhân loại ông đều rất cẩn thận. Cho đến một buổi tối trong một cô nhi viện ở London, cô bé Sophie đang đọc sách với cái đèn trên giường. Nhưng tiếng kêu của con mèo và tiếng ồn ào bên ngoài ngôi nhà khiến cô bé hiếu kỳ đi đến ban công. Sophie nhìn thấy một bàn tay khổng lồ ở góc phố. Người khổng lồ tên John trong chiếc áo choàng cũng nhìn thấy Sophie. Cô bé lập tức chạy về giường, Sophie bị dọa sợ hãi trốn vào trong chăn. Nhưng người khổng lồ không tha cho cô bé, nắm lấy Sophie đang trốn trong chăn kéo ra ngoài. Trong bóng đêm của thành phố, John di chuyển khéo léo, ông ngụy trang để người đi đường không phát hiện ra. Dường như John đã quen với những việc này nên động tác rất nhanh nhẹn và uyển chuyển, khiến người qua đường không kiểu nào mà nhìn ra nổi. Sau một hồi di chuyển, người khổng lồ cũng ra khỏi thành phố đông đúc, ông ấy bay qua những hàng cây như một cơn gió. Sophie chứng kiến chuyện này trong tâm trạng sợ hãi, sau đó ông ta nhảy vào đám mây, đưa Sophie đến vương quốc khổng lồ. John treo Sophie lên một cành cây, ông ta lấy con dao ra mài khí thế, kiểu này không lẽ đây là người khổng lồ chuyên ăn thịt con nít. Sophie định dùng sức lực của bản thân để về nhà, nhưng cô bé lỡ tay làm đồ vật rơi xuống, nhanh chóng bị người khổng lồ phát hiện. Hắn nói với cô bé trừ khi có cánh, nếu không thì đừng hòng thoát ra được. Tiếp theo hắn nói đói rồi muốn ăn cơm, rồi đặt cô bé vào trong nồi, nhưng lạ là hắn lấy dao chỉ để cắt rau củ khổng lồ. Sophie sợ tới phát run, cô bé cầu xin người khổng lồ đừng ăn thịt mình. Nhưng sau khi nghe được người khổng lồ liền cười, hắn nói với cô bé ta chưa từng ăn thịt người, bắt cháu về là bởi vì cháu đã nhìn thấy ta. Để tránh cho con người biết đến sự tồn tại của người khổng lồ, sẽ dẫn tới chiến tranh cho nên mới đưa Sophie đến vương quốc khổng lồ. Ngoài ra ông ta còn cảnh cáo cô bé, nếu chạy lung tung trong vương quốc thì những tên khổng lồ hung dữ khác sẽ ăn thịt cô bé. Sophie cầu xin ông ấy đưa cô bé về, nhưng John không muốn gặp rắc rối. Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, John biết được Sophie là một cô bé mồ côi sống ở cô nhi viện và cô bé không thích ở đó tí nào. Lúc này Sophie thấy John tốt bụng nên cô bé nói chuyện nhiều hơn với ông ấy. Thấy trời đã muộn, John liền đưa Sophie lên đài quan sát của con thuyền, sau đó lấy kính lúc ra đọc cuốn sách mà Sophie mang đến. Khi ông đang đọc sách thì Sophie cũng ngủ thiếp đi, để Sophie nghe lời khuyên của mình, John chạy đến phòng bí mật của ông ấy tạo ra một cơn ác mộng, sau đó cho Sophie rơi vào trong cơn ác mộng. Cô bé thấy mình chạy ra khỏi căn nhà rồi bị người khổng lồ bắt lại ăn thịt. Tỉnh dậy trong sự sợ hãi, cô bé liền đoán những phép thuật này có thể là của ông làm ra, John thật thà cũng thú nhận tất cả. Hôm sau John cùng Sophie ăn sáng, ông uống loại soda mà người khổng lồ thích uống, còn thả ra một loạt bom xanh lè, rất ngoạn mục ngay trước mặt của Sophie. Lỡ mà uống phải loại nước này, chắc ẻ chảy ai mà chịu nổi. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có một tên khổng lồ ăn thịt mở cửa vào. Tên khổng lồ gớm ghiếc này luôn coi người đàn ông thấp bé trước mặt là nỗi xấu hổ của người khổng lồ. Anh ta vừa sỉ nhục John tốt bụng vừa bắt ông ấy băng bó vết thương cho mình, nhưng lúc này hắn ngửi thấy mùi thịt người thoang thoảng đâu đây. Sophie thông minh nhanh chóng trốn vào trong quả dưa gai, trùng hợp là hắn muốn ăn quả đó. John định bợ hắn rằng cậu không thể ăn thức ăn rác rưởi này được, chỉ có ăn con người mới xứng đáng với địa vị của cậu. Tên khổng lồ ngu ngốc đó cũng dừng lại, phải rồi chú mày nói đúng đấy, anh đây có IQ 1 tỷ nên chú mày nói đúng là anh biết ngay. Trước khi đi hắn cũng không quên lấy lọ soda ở trên bàn, ông lão nhặt quả dưa lên, Sophie chui ra ngoài toàn thân bốc mùi hôi hám. Không nỡ nhìn thấy cô bé nhơ nhớp như vậy, ông lão tốt bụng đưa bàn tay ra cho Sophie trèo lên. John đưa Sophie đến căn phòng bí mật của mình, nơi ông ấy điều chế cất giấu những giấc mơ để cho cô bé tắm rửa. Sau đó đưa cô đến lò sưởi hong khô, rồi đem quần áo của con người cho cô bé. Ông vệ sinh một hốc cây để làm cho Sophie một ngôi nhà, cẩn thận lấy tấm chăn và mắt kính cho cô bé, sau đó đưa cô vào giữa căn phòng bí mật. Bên trong ngôi nhà của cô chứa đầy những giấc mơ của con người, những giấc mơ đầy màu sắc này đã biến ngôi nhà của Sophie trở nên lấp lánh hơn. Sophie tò mò khi thấy John muốn bắt lấy những giấc mơ, cô bé cũng đòi ra ngoài cùng ông. Thì ra vì không thể ngăn đám khổng lồ khi ăn thịt người, cho nên ông ấy chỉ có thể bắt ác mộng và thổi những giấc mơ đẹp để bù đắp cho những nỗi đau mà người khổng lồ gây ra cho con người. John không đồng ý cho Sophie đi cùng, nhưng vì cô bé năn nỉ nên ông cũng mềm lòng. Điều đầu tiên bọn họ phải làm là vượt qua 9 tên khổng lồ đang nằm ngủ phè phỡn. Ông lão nhẹ nhàng như đẩy xe hàng bước qua. Giày ông có mùi nên suýt là một tên tỉnh giấc. Ông cố gắng để chúng không phát hiện, nhưng đen đủi là vẫn bị một tên tóm chân. Sophie cũng vì vậy mà bị bay ra ngoài. Cô bé vội vàng chạy vào trong đám cỏ, sau đó leo lên một chiếc xe hỏng. Những tên khổng lồ này xem ông lão như một món đồ chơi, ném ông bay qua bay lại như một quả móng chuyền, rồi đem ông lên trên cao để ông ngồi trên một chiếc xe. Bên này một tên khổng lồ đã lấy chiếc xe của Sophie, chuẩn bị thi đấu với chiếc xe của John. Mặc dù hành động của tên khổng lồ làm Sophie và John tốt bụng gặp nguy hiểm, nhưng trong lúc quan trọng này, cô bé kịp xoay vô lăng, cuối cùng John đã đâm đầu vào thằng em của tên kia, khiến hắn ta ông của quý té cắm đầu.
Đúng lúc này bầu trời nổ sấm sét, mưa bão bắt đầu kéo đến. Đám người khổng lồ bị dọa cho hoảng loạn, bọn này bự con mà khổ nỗi lại ghét mưa ghét nắng kỵ mùa sương, chúng nhanh chóng tìm chỗ nấp. Dân cũng vội vàng cho Sophie vào trong túi sách, nhưng ông ấy không biết những gã khổng lồ ăn thịt kia đã tìm thấy cái chân của cô bé và ngửi thấy mùi vị của con người. Bên này, ông lão đưa Sophie đến nơi bí mật của mình, hai người đi qua những đám mây đen, đến một cây cổ thụ trên đỉnh núi. Bên cạnh cây cổ thụ có một hồ nước xanh kỳ lạ, trước sự kinh ngạc của Sophie, người khổng lồ liền nhảy xuống hồ. Thì ra dưới hồ là một thế giới đảo ngược, trong hồ nước thần kỳ này hai người gặp những giấc mơ của con người đều bắt nguồn từ nơi này. Rồi ông đã để cho Sophie ra sức vui đùa với những giấc mơ đó. Dưới sự giúp đỡ của Sophie, người khổng lồ bắt được một giấc mơ, mà nó lại là giấc mơ của Sophie. Dưới sự chỉ dẫn của người khổng lồ, Sophie cũng bắt được một giấc mơ, nhưng đây là một cơn ác mộng màu đỏ. Dơ nhốt ác mộng đó vào một cái bình, rồi đưa Sophie rời khỏi nó. Lúc này ở thế giới loài người cũng đã tối, mọi người đang ngủ say. Dơ thổi giấc mơ vào bọn trẻ, làm bọn trẻ nằm mơ. Sau đó Dơ nói liên tục không ngừng, kể chuyện trong giấc mơ của Sophie. Điều này làm Sophie càng thích công việc của Dơ. Đến lúc cô hỏi về cái chân của mình thì Dơ lo sợ bọn khổng lồ khác đã biết sự có mặt của Sophie. Ông quyết định để Sophie ở lại cô nhi viện của cô bé. Thì ra trước đây ông từng bắt một cậu bé vô tình nhìn thấy mình. Cậu bé dạy ông đọc sách viết chữ, nhưng không may cậu bé bị bọn khổng lồ ăn thịt người phát hiện và đã trở thành bữa ăn của bọn chúng. Sophie không sợ hãi nhưng ông vẫn đi về một mình. Sophie đối với ông có sự cảm đến kỳ lạ, cô bé nghĩ rằng ông ấy sẽ không để cô ở lại mà rời đi. Vì muốn ép người khổng lồ đang trốn trong bóng tối ra ngoài, Sophie không do dự nhảy từ ban công xuống và đúng như dự tính, Dơn đã đỡ được Sophie. Không còn cách nào khác, Dơn lại đưa Sophie về thế giới người khổng lồ. Sophie quay về căn phòng bí mật, cùng bàn với Dơn về cách đối phó với bọn ăn thịt người. Nhưng loay hoay một hồi lâu, hai người vẫn không nghĩ ra cách gì. Lúc này đám người khổng lồ xông vào nhà của Dơn, bọn họ cầm theo cái chân của Sophie, sau đó hắn đưa chiếc chân cho đám đàn em người khí thế, rồi chúng chia nhau ra đánh hơi tìm Sophie. Trong quá trình tìm bắt cô bé, bọn họ làm đổ giá đựng đầy các bình thủy tinh, đây là các giấc mộng đẹp mà Dơn vất vả bắt được, giờ lại bị đám khổng lồ này phá tan tành. Tên to béo cũng đánh hơi tới nơi, may mà Sophie rất lành lợi mới không bị bọn hắn tìm thấy. Cô chạy qua một máng nước rồi nấp vào một hốc cây. Dơn cuối cùng cũng không chịu được những hành động của bọn ăn thịt. Ông ấy tức giận cầm cái chân để rút thanh sắt đang nung đỏ, dí vào mông bọn khổng lồ, đuổi chúng ra khỏi nhà mình. Mấy tên đó sợ lửa nên đã nhanh chân rời đi, nhà của Dơn giờ là một đống đổ nát, làm cho ông buồn bã tuyệt vọng. Lúc này cô bé vô tình bước vào căn phòng mà cậu bé đã chết trước đây từng ở. Sophie nhìn thấy những thứ mà cậu bé đã để lại, trong đó có bức hình của nữ hoàng Anh. Cô bé đã nghĩ ra một cách hay, chính là cầu xin nữ hoàng giúp đỡ. Như vậy bọn họ có thể đuổi được bọn khổng lồ ăn thịt người. Dơn làm theo kế hoạch của Sophie. Ông ấy lấy ra một cơn ác mộng, điều chế nó thành cơn ác mộng kinh khủng nhất có thể, để cho nữ hoàng thấy bọn khổng lồ đang ăn thịt trẻ em. Chuẩn bị xong mọi thứ, hai người đi xuyên đêm đến London, sau đó vượt qua người lính bảo vệ, Dơn đã thổi giấc mơ vào trong phòng nữ hoàng, ác mộng nhanh chóng chui vào miệng bà ấy. Nữ hoàng phát ra những âm thanh đau khổ, đến sáng nữ hoàng tỉnh dậy kèm theo tiếng la, thư ký của nữ hoàng chạy vào, một bên xoa dịu sự hoảng loạn của bà, một bên bảo người hầu mang đồ ăn sáng vào. Nhưng bà nào có tâm trí mà ăn với uống, nữ hoàng nói về những gì mình thấy trong cơn ác mộng. Nội dung trong mơ lại giống như đứa bé bị mất tích được đăng trên báo. Hai người liền suy nghĩ đến giấc mơ ấy. Nữ hoàng theo như cảnh trong mơ, bà nói thư ký kéo rèm ra, Sophie đứng đợi ở ngoài đã lâu. Nữ hoàng nhìn thấy rất ngạc nhiên, nhưng theo như cảnh trong mơ, nữ hoàng đã nhận ra Sophie và nhanh chóng hiểu ra mục đích cô bé đến đây. Không lâu sau đó, Sophie gọi người khổng lồ trốn ở sau cây ra. Ông ấy vừa xuất hiện, binh lính liền xông tới bao vây. Nhưng nữ hoàng nhìn thấy Dơn không giống như người khổng lồ trong mơ. Bà yêu cầu quân lính lùi lại, sau đó bước đến gần cửa sổ. Dơn lịch sự chào hỏi nữ hoàng, bà đáp lại để thể hiện lòng hiếu khách của một cường quốc. Sophie cũng được thay quần áo và trang điểm thật xinh đẹp, còn ông lão cao quá phải quỳ xuống để vào trong. Do cung điện có độ cao giới hạn, Dơn chỉ có thể từ từ bò vào phòng khách. May là trần của phòng khách cũng khá cao, ông mới có thể đứng dậy. Để có thể tiếp đón người bạn khổng lồ, mọi người phải để một cái ghế lớn trên cây đàn piano mới có chỗ ngồi cho ông. Họ lấy bốn cái đồng hồ lớn ghép lại thành một cái bàn, sau đó lính phục vụ các món ăn theo thứ tự. Đồ ăn đều được đựng trong những cái khay lớn, tất cả đều được để trước mặt của ông. Dơn xưa nay chưa từng tiếp xúc với nhiều con người như vậy. Ông vô cùng ngạc nhiên khi họ nhiệt tình tiếp đãi mình, đồ ăn bày trước mắt, Dơn từ từ ăn từng món theo phong cách quý sở tộc. Dơn rất hạnh phúc, Sophie cũng vậy, đây là lần đầu tiên cô bé có một bữa ăn sang chảnh như thế này. Cô bé vừa ăn bánh mình thích, vừa chỉ Dơn các hành động sao cho sang. Nhưng sau khi nếm thử cà phê mà con người yêu thích, Dơn không thể nuốt nổi. Để xin lỗi nữ hoàng, ông đã lấy soda mà ông pha chế mời mọi người cùng uống. Lúc đó các tướng quân nhận được lệnh của nữ hoàng cũng đến, sau khi tìm hiểu địa hình của đất nước người khổng lồ, mọi người cùng nhau thưởng thức soda. Bọn họ vô cùng yêu thích hương vị của nó. Sophie đã cảm nhận được uy lực của loại nước này nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía họ. Những người trong căn phòng đều rất bất ngờ, trợn tròn cả mắt. Một cú xì hơi cực mạnh, chưa bao giờ có cảnh tượng này trước đây. Tội nghiệp mấy chú chó của nữ hoàng như nạp tên lửa. Nữ hoàng thích thú ra lệnh cho quân đội đến đất nước người khổng lồ.
Xuyên qua những đám mây họ đã tới nơi, để phối hợp với con người, John lấy cơn ác mộng mà Sophie bắt được trước đây, dùng nó làm vũ khí đối phó với những tên khổng lồ ăn thịt người kia. Trước khi chuẩn bị hành động, Sophie đã nói về giấc mơ đẹp của mình, nhưng sau khi John trả lời, Sophie mới biết rằng, mặc dù mình sẽ có gia đình và cuộc sống hạnh phúc, nhưng vẫn sẽ rời xa ông, điều này khiến Sophie rất buồn lòng. John tốt bụng nói với Sophie, đôi tai của ông có thể cảm nhận được tiếng gọi của Sophie, khi đó Sophie mới vui vẻ trở lại. Lúc bắt đầu hành động, John mới phát hiện mình đã quên chiếc kèn thổi giấc mơ ở cung điện của nữ hoàng. Nhưng Sophie đã ôm cái bình chạy về phía những tên khổng lồ. Khi cô chuẩn bị thả những cơn ác mộng ra, thì tên đại ca đã ngửi được mùi của con người và tỉnh giấc. Sophie không sợ hãi, cô bé nhanh chóng đập vỡ cái bình, thả cơn ác mộng ra trước khi những tên khác tỉnh lại. Những tên khổng lồ hít ác mộng vào, sau đó kêu lên vì đau đớn, chúng cảm thấy kinh tởm bản thân vì ăn thịt người. Nhưng còn tên khổng lồ to xác kia, hắn đã bóp nát cơn ác mộng và đuổi bắt Sophie. Lúc này John kịp chạy tới ngăn hắn ta lại để cho Sophie chạy trốn, nhưng ông cũng bị hắn đấm cho một phát. Sau đó tên khổng lồ kia tiếp tục khống chế John, hắn đang định đấm ông ra bã, nhưng đúng lúc này máy bay quân đội xuất hiện, bọn họ dùng dây thường đã chuẩn bị sẵn trói tay tên khổng lồ. Sau đó kết hợp với quân đội ở dưới đất bắt từng tên một và lái trực thăng đem chúng đi, những tên khổng lồ nhanh chóng bị đem đến một hòn đảo khác. Biết bọn này ghét nước nên quân lính đã thả xuống biển cho tụi chúng tập bơi, nữ hoàng cũng không muốn tuyệt đường sống của chúng, nên để lại cho chúng hạt giống của dưa thối, mục đích là nhắc nhở đám người khổng lồ có làm thì mới có ăn, sau này chúng phải tập ăn chay dần là vừa. Tất cả người khổng lồ đều tuyệt vọng, cuối cùng Sophie đã hoàn thành nhiệm vụ và được nữ hoàng nhận nuôi dưỡng, dưới sự chăm sóc của cô thư ký, cô bé cuối cùng cũng có được cuộc sống mà mình mơ ước. Còn trong giấc mộng đẹp của cô bé, cô nhìn thấy John đang trồng hoa quả, ngày ngày bắt những giấc mơ. Ông còn ghi lại những câu chuyện về giấc mơ thành một cuốn sách, Sophie tin tưởng rằng dù John không thể bên cô mỗi ngày, nhưng hai người đều có thể cảm nhận được trái tim hạnh phúc của đối phương và nghe được âm thanh từ những thế giới xa xôi. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.